Xin phép sư cho con hỏi, là một bậc tu Phật có đức độ, uy tín và danh tiếng nhưng đang bị những kẻ khác ayua bôi xấu làm mất danh dự của bậc chân tu đó, tác hại hơn là bôi xấu trên cộng đồng mạng khiến cho bao người không hiểu cũng ayua theo gây khẩu nghiệp. Vậy bậc chân tu đó có thể đứng ra kiện và lấy lại danh dự bằng các cách để đối trị những kẻ hung tợn ác khẩu kia không? Hay lúc đó hành theo Phật từ bi hỷ xả buông phiền giận để chúng ác lộng hành? Theo con thấy nếu như tu Phật thì phải từ bi hỷ xả, nhưng nếu trong trường hợp này mà dùng từ bi hỷ xả có tác dụng không? Hay cần phải nghiêm minh chỉnh đốn đưa ra công bằng lý lẽ vào giải quyết? Xin sư chỉ bày cho rõ để sau này tùy cơ ứng dụng thực hành. Mong tất cả được sống an vui. Thì như vậy đó, vấn đề là vị này hỏi là cái tâm từ của mình á, có phải lúc nào cũng xài được hay không, hay là có lúc nên xài, có lúc không nên xài, hoặc là mình không xài tâm từ thì mình xài cái gì khác? Vấn đề này thì thôi xin mời sư Chánh Tâm trả lời. Nhà mình đã được siêu thoát. Chờ tôi xíu, tôi hỏi lại. Thì với cái người mà bị người ta phỉ báng á, thì đối với chúng tôi quan niệm vẫn là một thôi. Thì mình làm gì? Xin thưa, mình làm thinh thôi. Mình làm thinh. Còn kính thưa quý vị, trong kinh đó, Đức Phật ngày nói năm cái bọn cướp lớn á, trong đó có cái bọn cướp thứ ba thứ tư đó, là cái người mà phỉ báng về phẩm mạo người khác, tức là cái vị tỳ khưu mà hủy bán cái danh dự người khác bằng cái điều phi pháp. Ví dụ người ta không có làm cái chuyện ô uế đó mà vị tỳ khưu đó nói là vị này thực hành cái hành vi ô uế nhưng mà người ta không có, thì đây là một trong bốn cái bọn cướp lớn của thế gian. Còn hỏi rằng á, bây giờ có làm tới cùng hay không, có cưỡng cáo, có đi ra biện hộ, thì quan điểm của tôi vẫn giữ nguyên là làm thinh. Đối với chúng tôi, nếu chúng tôi bị trường hợp đó, tôi cũng vẫn giữ nguyên cái trạng thái làm thinh. Còn ở đây mình không biết là từ từ bi hỷ xả thì không phải lúc nào mình cũng xài được, mà mình cũng không có nữa, mình cũng không có, mà mình làm thinh để mình không có vướng thêm nữa. Quý vị, cái đời này cái chuyện đời nó lu su ba, nó rất là nằm trong cái chuyện nó không có, nếu mà mình nhảy ra mình biện hộ là nó càng đưa thúc đẩy cái câu chuyện nó lên, là mình cứ yên lặng mình không có là thôi, tôi thanh giả tự thanh. Thì cái gì nó cũng qua, cái gì nó cũng qua, người ta nói một thời gian ta cũng ngưng à. Còn mà mình đứng ra mình này nọ thì nó lại thúc đẩy câu chuyện đi lên thôi quý vị, nó không có được cái gì hết trơn. Tại vì khi mà người ta đã cố ý, người ta xúc phạm rồi đó, người ta đổ vu cáo mình vậy đó, là người ta làm tới rồi, thì mình không có nhân danh cái gì để mình đứng ra mình làm hết trơn á. Thì mình nín thinh đi. Ngay cả Đức Phật khi mà ngài bị nàng Trích Tra vu cáo là nàng đeo cái miếng gỗ có dạng đứa bé trong thai, lại vu cáo Đức Phật là làm cổ mang thai, thì Đức Phật cũng nín thinh thôi. Đức Phật cũng nín thinh, Đức Phật không có làm gì hết. Thì vua trời đế thích mới sai Tứ Đại Vương biến thành bốn con cuộn, bốn trong bốn con chuột cắn đứt sợi dây, thì rớt cái miếng gỗ ra, thì cổ mới bỏ chạy. Thì cô chả bỏ chạy, đứt hết cái tầm mắt của những người đó, thì nó rút cô đi. Chưa bao giờ mà Đức Phật ngài muốn một vị tỳ kheo mình đứng ra để nói chuyện biện hộ cho mình. Ngay cả cái sự phỉ báng Đức Phật á, hay là người ta khen Đức Phật á, Đức Phật đều khuyên bảo các vị tỳ kheo hãy bình tâm. Đức Phật không, người ta vu khống cũng bình, từ từ bình tâm, mà người ta khen cũng đừng có vui. Đối với cái người tu hành đó, là phải giữ cái tâm nó thanh tịnh đi, mình không có, người ta khen cũng không vui nữa, mà người ta chê cũng không buồn,
thì mình nó mới đúng cho theo lời Đức Phật dạy. Thì cũng kết thúc cái câu hỏi này, xin mời Đức Thanh Tệ. Thì thưa với quý vị đó, ngay cả cái chuyện mà sư làm cái kênh YouTube này cũng có rất nhiều những cái kẻ mà họ nhảy vào rồi họ chửi rủa, họ lăng mạ. Có những khi họ lăng mạ chỉ đơn giản thôi, ví dụ như ông thầy chùa đầu chọc, đại loại như ông đầu chọc, ông xạo thế này thế kia. Hoặc là nhìn nó là nhìn cái mặt cô hồn, ví dụ như vậy. Thì đó là sư đang nói là những cái lời là nhẹ nhất rồi đó nha, những lời nhẹ nhất rồi, còn những cái lời họ phỉ báng, họ sỉ nhục nhiều hơn nữa. Có, nhưng mà tại vì cái chế độ lọc đó, của YouTube cho nên là những cái bình luận mà lăng mạ như vậy không xuất hiện ở trên kênh của sư thôi. Và quý vị biết là khi mà sư hoằng pháp như vậy, sư chợt nghĩ đến một cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ví người những cái vị sa môn, đặc biệt là những vị mà hoằng pháp, như là những con voi ở trên chiến trường. Khi mình đã chấp nhận lên chiến trường rồi đó, là phải chấp nhận hứng chịu mưa tên, gọi là mưa tên bão đạn, chấp nhận có những thương tích. Và khi mà đối diện với những cái đó, xin thưa với quý vị, sư làm cái gì? Sư làm thinh. Nếu như mà sư có làm một cái hành động gì đó, thì sư chỉ làm đúng mỗi một hành động là chọn để cho họ không nhìn thấy kênh của mình nữa thôi. Đơn giản như vậy. Chứ còn sư không phân bua, không trả lời, không làm bất kỳ cái gì đó với họ. Và bản thân á, cái việc mà lọc bình luận thì bản thân nó là một việc rất là nhiều phiền não, gì biết không? Đừng có nói là ông sư nghe chửi thì tâm không giận đó mới là hay, xin thưa. Chừng nào mà mình đạt được cảnh giới đó là không tính. Còn mình cái mình vẫn còn phải kham nhẫn, vẫn còn phải ráng để có từ tâm, vẫn còn phải ráng có định, vẫn còn phải ráng có xả, thì chúng ta mới buông được. Sư là người trực tiếp hứng chịu những cái lời chỉ trích, những lời là lăng mạ này. Thành ra mỗi lần như vậy đó, mình phải ráng mình bình tâm mình lại, nhìn vào cái phiền não nó xuất hiện, nó thẳng ra là giống như con voi đó, nhìn thẳng vào cái vết thương mà vũ khí kẻ thù đâm vào mình, và mình phải kham nhẫn. Và nếu như mà quý vị hỏi là bây giờ đó, một cái vị sư khác, một vị thầy khác, một cái vị mà có tiếng tăm hơn, thì xin thưa, cây cao gió lớn, mình cái tiếng mình nhỏ đó, không ai biết tới mình, nó chả ai thèm chửi mình đâu. Cái tiếng mình càng lớn, cây càng cao gió càng lớn, chúng nó càng chửi nhiều. Nhiều vị sư biết là thiên hạ chửi nhiều lắm, họ chửi bất chấp. Thì cho nên là quý vị hỏi là bây giờ có nên kiện cáo gì hay không, thì xin thưa, hãy nhìn xem khi mà ngài Mục Kiền Liên á, bị cướp nó giết, tăng đoàn đã làm gì? Tăng đoàn có đứng lên kiện cáo hoặc đứng lên kêu gọi bảo vệ quyền lợi, hoặc là để tìm lại cái công bằng cho ngài Mục Kiền Liên không? Không. Nhưng mà sư ví dụ, giả sử như bây giờ mà ngài những cái vị lớn của Việt Nam mình đi, ví dụ như là ngài Nhất Hạnh hoặc ngài Thanh Từ hoặc là đại loại như vậy, mà bị một cái kẻ ngoại đạo nào đó mà nó xử, thì chắc có lẽ là Phật tử mình sẽ làm rùm beng lên. Về phía chư tăng thì sẽ không chắc. Thì ngay cả trong trường hợp hồi xưa cũng vậy, khi ngài Mục Kiền Liên mà ngài bị cướp nó hại, thì tăng đoàn thì vẫn giữ im lặng. Nhưng mà người cư sĩ thì họ giận dữ và họ có cách xử lý của họ. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, các sư vẫn luôn nhắc nhở quý vị là hãy kham nhẫn, hãy kham nhẫn. Bởi vì cái vũ khí của vị sa môn là sự kham nhẫn.
Còn bản thân họ đó, khi họ tạo nghiệp là họ đã chịu nghiệp rồi. Còn khi họ thấy là mình im lặng, họ chửi mình mà mình im lặng và họ đắc thắng, thì cứ để cho họ đắc thắng với cái gọi là với cái sở thích của họ đi. Cho nên á, là mình chỉ có kham nhẫn thôi, nó sa môn chỉ có kham nhẫn. Mình khi nào mà mình vẫn còn từ tâm á, khi nào mình vẫn còn từ tâm thì mình vẫn tiếp tục được từ tâm, mà khi nào mình không từ tâm được nữa thì mình ráng mình tập xả tâm. Còn cái chuyện cư sĩ họ cư xử như thế nào thì tự họ sẽ làm. Bản thân vị sa môn thì chỉ có mỗi pháp kham nhẫn. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.